Hành trình cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 sắp được khép lại. Những giọt nước mắt, niềm hạnh phúc vỡ òa của các thí sinh dự thi năm nay và lớn hơn là sứ mệnh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp quốc gia sẽ là hành trang đầy ý nghĩa để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mang theo cho cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2024. Kính thưa quý vị, qua những hình ảnh của phóng sự vừa rồi thì một lần nữa chúng ta thấy được ý nghĩa cũng như là vai trò của các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như là cuộc thi qua các năm. Và đặc biệt hơn nữa, một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng là mỗi một dự án khởi nghiệp là những câu chuyện để truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới sáng tạo cũng như là vượt lên chính những khó khăn trong cuộc sống của phụ nữ trong cả nước. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tôn vinh các tác giả dự án khởi nghiệp đạt giải vòng chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023. Năm 2023 là năm mà cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp nhận được số dự án dự thi cao nhất, đa dạng lĩnh vực nhất so với các cuộc thi trước đó. Các dự án tham gia cuộc thi đã đề cao việc khai thác giá trị từ tài nguyên bản địa một cách khéo léo, tạo ra những sản phẩm có giá trị thương mại, có khả năng nhân rộng và có thể phát triển ở thị trường cả trong nước và quốc tế. Và các dự án cũng thể hiện tính đột phá về công nghệ và sáng tạo trong phương thức sản xuất kinh doanh. Điều quan trọng nhất là khát vọng vươn lên làm chủ, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp những giá trị dành cho cộng đồng và xã hội. Sự đổi mới sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tổ chức cuộc thi năm nay cũng như chất lượng các dự án dự thi đã thu hút được sự quan tâm của các nhà tài trợ. Tổng giá trị giải thưởng cho cuộc thi năm nay bằng tiền mặt cùng gói hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu và các khóa đào tạo tư vấn năng lực, xúc tiến đầu tư, tư vấn nâng cao năng lực lên tới 2,3 tỷ đồng. Và ngoài giải thưởng sẽ công bố tại buổi lễ ngày hôm nay thì sẽ có thêm giải thưởng được tài trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cho một số dự án của phụ nữ khuyết tật đạt giải. Và sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến lễ trao giải cũng như là công bố các giải thưởng dành cho các tác giả đã đạt giải chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Và đầu tiên xin được chúc mừng 19 tác giả đạt giải khuyến khích. Mỗi giải trị giá 12 triệu đồng kèm theo giấy chứng nhận biểu trưng của cuộc thi chung kết toàn quốc. Và chúng ta sẽ có 2 lượt lên nhận giải khuyến khích. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu và cùng với chúng tôi đến với phần công bố và trao giải thưởng cho đợt 1 của giải khuyến khích gồm 10 tác giả với các dự án khởi nghiệp có tên sau đây. Chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng và mời lên sân khấu chị Lo Trúc Chi đến từ Điện Biên với dự án lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc qua sản phẩm bánh khẩu xén Chí Chọp. Xin mời ạ. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Lưu Thị Mỹ Duyên đến từ Đồng Tháp với dự án phát triển sản xuất sữa hạt sen Tổ Yến theo chuỗi giá trị bền vững. Xin mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Hằng đến từ Nghệ An với dự án đưa thảo dược vùng quê vươn ra thị trường. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu chị Kha Thị Hạnh đến từ Lai Châu với dự án khởi nghiệp mô hình kinh doanh online đa kênh với các nền tảng mạng xã hội giúp bà con vùng Tây Bắc tiêu thụ nông sản, đặc sản và dược liệu. Giải khuyến khích tiếp theo thuộc về chị Nguyễn Thị Ánh Hồng đến từ Phú Yên với dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm nước rửa chén sinh học Bình Ngọc. Xin mời lên sân khấu chị Phạm Thị Thanh Huế đến từ Hải Dương với dự án nâng cao năng lực sản xuất và thúc đẩy thương mại hóa một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên của công ty trách nhiệm hữu hạn sức khỏe Hoàn Hảo Thanh Huế. Và tiếp theo xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hồng Lê đến từ Quảng Nam với dự án nước rửa chén, nước lau sàn Quế Trà My. Xin được chúc mừng chị Phạm Thị Ngọc Liên đến từ Hà Nam với dự án sản xuất lụa tơ tằm truyền thống Nha Xá gắn với chuỗi du lịch sinh thái đền Lảnh Giang. Và giải khuyến khích thứ 10 đã thuộc về chị Lê Thị Mến đến từ Bình Định, xin chúc mừng ạ, với dự án nâng cao năng suất sản xuất, thương mại hóa sản phẩm sơ dừa. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã biết được 10 cái tên 10 tác giả với các dự án khởi nghiệp đến với đợt công bố và trao giải khuyến khích đầu tiên của cuộc thi năm nay. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Phạm Tất Thắng,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ trao giải khuyến khích, 10 giải khuyến khích đầu tiên. Xin trân trọng mời. Vâng, và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu chị Hoàng Thị Hương ạ, đến từ Tây Ninh ạ, với dự án xây dựng trang trại chăn nuôi cà cuống và chế biến sản phẩm từ con cà cuống ạ. Xin chúc mừng ạ và xin mời chị ạ. Và cho tới lúc này thì chúng ta đang chào đón trên sân khấu đó chính là 10 tác giả nữ, 10 tác giả với các dự án khởi nghiệp đến với phần trao giải khuyến khích đợt 1 của cuộc thi năm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng dành thêm tiếng chào vỗ tay để chúc mừng 10 tác giả với các dự án khởi nghiệp đã đạt được giải khuyến khích mà chúng tôi đã vừa công bố trong đợt 1. Xin được chúc mừng ạ, và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Tất Thắng và đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương. Xin được chúc mừng 10 tác giả với các giải khuyến khích. Và tiếp theo thì chúng tôi xin mời lên sân khấu chính trị đại diện các dự án khởi nghiệp có tên sau sẽ tiếp tục được nhận giải khuyến khích của cuộc thi. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu và chúc mừng chị Trần Thị Nhàn đến từ Hà Nội với dự án tái chế tuần hoàn rác thải nhựa. Tiếp theo chúng tôi xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Hồ Uyên Nie đến từ Gia Lai với dự án làng văn hóa du lịch Dry. Xin trân trọng chúc mừng và mời lên sân khấu chị Đoàn Thị Thành đến từ Bình Phước với dự án khởi nghiệp các sản phẩm đan móc từ len sợi. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Thơm đến từ Bắc Ninh với dự án gia vị truyền thống đặc biệt Chimax chuẩn cơm mẹ nấu. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Hà Thị Thơm đến từ Hòa Bình với dự án bảo tồn và nhân giống cây thuốc bản địa kết hợp phát triển du lịch cộng đồng. Giải khuyến khích tiếp theo thuộc về chị Đinh Thị Thu đến từ Hà Giang với dự án bảo tồn và phát huy giá trị cây giang rừng theo hướng thương mại. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng chị Lê Thị Anh Thư đến từ Thừa Thiên Huế với dự án phát triển các sản phẩm từ hàu sữa tại các vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin chúc mừng chị Đỗ Thị Huyền Trâm đến từ Đà Nẵng với dự án xây dựng và phát triển hợp tác xã du lịch cộng đồng Hòa Bắc nhằm phát triển, nâng cao giá trị nguồn lực bản địa và góp phần hướng tới bình đẳng giới từ lợi thế văn hóa, nông nghiệp địa phương. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết đến từ thành phố Hồ Chí Minh với dự án muối thảo dược Cần Giờ. Vâng, thưa quý vị, và hiện diện trên sân khấu lúc này đó chính là 9 tác giả với 9 dự án khởi nghiệp tiếp theo đã đoạt giải khuyến khích. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định, và xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ lên sân khấu để chúc mừng và trao các giải khuyến khích tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, các giải thưởng được công bố và dành đến với các tác giả với các dự án khởi nghiệp được xướng tên trong chương trình ngày hôm nay. Đây cũng chính là sự ghi nhận cũng như là sự cổ vũ của tất cả chúng ta dành đến với những sự nỗ lực cố gắng của những người phụ nữ Việt Nam. Một lần nữa hãy cùng với chúng tôi dành thêm những tràng pháo tay để chúc mừng cho các tác giả với các dự án khởi nghiệp đạt giải khuyến khích tiếp theo. Xin được chúc mừng các chị ạ, và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc và đồng chí Trần Lan Phương. Một lần nữa xin được chúc mừng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần công bố và trao giải 3 cho 6 tác giả. Mỗi giải trị giá 25 triệu đồng kèm theo giấy chứng nhận và biểu trưng của cuộc thi. Chúng ta hãy cùng chúc mừng, và chúng tôi xin mời lên sân khấu chị Nguyễn Trang Phương đến từ Hà Nội với dự án biến phụ phẩm cây trồng nông nghiệp thành tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Đặng Thị Kim Ngọc đến từ Hậu Giang với dự án dầu gội dược liệu N22 siêu sạch gàu, ngăn rụng tóc. Lời chúc mừng tiếp theo dành đến với chị Lê Thị Bích Thảo đến từ Quảng Ninh với dự án phát triển sản phẩm ruốc cá thủy tinh dành cho bà bầu và trẻ. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Phan Minh Nguyệt đến từ Sơn La
với dự án kết hợp công nghệ hiện đại và kinh nghiệm truyền thống, sản xuất các sản phẩm thời trang cao cấp xuất khẩu trên cơ sở khai thác nguồn gen cây bản địa quý hiếm của Việt Nam. Tiếp theo xin mời lên sân khấu và chúc mừng chị Bùi Thị Yến Nhi đến từ Hậu Giang với dự án mô hình sản xuất và kinh doanh hoa sáp. Xin chúc mừng ạ. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Lê Thị Hồng Phương đến từ Phú Thọ với dự án sản xuất chế biến chè búp tím Thanh Ba. Vâng thưa quý vị, và tiếp tục hãy dành tràng vỗ tay để chúc mừng cho các chủ nhân của giải ba cuộc thi năm nay. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Lý Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trao giải ba và chúc mừng cho các tác giả đã đạt giải. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với phần công bố và trao các giải thưởng trong khuôn khổ của cuộc thi dành đến với hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Những tác giả đã có những dự án khởi nghiệp ý nghĩa và có những tác động tích cực dành đến với cộng đồng xã hội và đã chinh phục các thành viên của hội đồng giám khảo, để ngày hôm nay các tác giả đã được vinh danh trên chính sân khấu của lễ trao giải. Và một lần nữa tất cả chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui và chúc mừng với các tác giả đã đạt được giải ba. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lý Quốc Đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Hà. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lương Quốc Đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Hà cùng các tác giả đã đạt giải ba của chương trình cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa. Và sau đây sẽ là phần công bố và trao giải nhì cho 4 tác giả. Mỗi giải trị giá 35 triệu đồng kèm theo giấy chứng nhận và biểu trưng của cuộc thi. Chúng tôi xin được chúc mừng cho 4 tác giả với những dự án khởi nghiệp đã đạt được giải nhì. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Hoài Sen đến từ Quảng Bình với dự án ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong tổ chức nuôi heo thảo dược thức ăn vi sinh theo chuỗi giá trị có kiểm soát. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Hoàng Thị Tân đến từ Thái Nguyên với dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gạo bao thai Việt Gáp. Lời chúc mừng tiếp theo dành đến với chị Nguyễn Thị Kim Dung đến từ Bắc Giang với dự án xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và thương mại hóa các sản phẩm từ sâm Nam núi Rành. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Anh Đào đến từ Quảng Trị với dự án phát triển mô hình sản xuất và kinh doanh thực phẩm chế biến từ nghệ có lợi cho sức khỏe theo chuỗi giá trị. Vâng thưa quý vị, và ngay lúc này thì như chúng ta đang được chứng kiến ạ, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ những niềm vui vỡ òa của các tác giả với cả một hành trình nỗ lực cố gắng cùng với các dự án khởi nghiệp của mình. Ngày hôm nay các chị hoàn toàn xứng đáng được vinh danh và nhận những tràng pháo tay chúc mừng đến từ quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị đang có mặt tại đây. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ lên sân khấu để trao giải nhì dành đến với các tác giả mà chúng ta đã vừa xướng tên. Xin kính mời ạ. Và chúng tôi cũng xin chúc những dự án khởi nghiệp của tất cả các tác giả sẽ ngày càng triển khai được rộng rãi hơn để tiếp tục lan tỏa những giá trị mà chính các chị, những người phụ nữ Việt Nam mang lại cho cộng đồng và xã hội của chúng ta. Một lần nữa xin được chúc mừng 4 tác giả với các dự án khởi nghiệp đã đạt được giải nhì của cuộc thi năm nay. Xin chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Huỳnh Thành Đạt và xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, và một lần nữa xin được chúc mừng các tác giả đã đạt giải nhì. Kính thưa quý vị, cuộc thi năm nay có 3 giải nhất và 1 giải đặc biệt dành cho những tác giả dự án được đánh giá là tiêu biểu xuất sắc nhất qua các vòng thi. Đây là những dự án có tính đột phá về công nghệ sáng tạo trong phương thức tổ chức, thực hiện và có tính ứng dụng cao, có tiềm năng ở cả thị trường trong nước và quốc tế, hứa hẹn đóng góp thay đổi cho một ngành, một lĩnh vực sản xuất. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố các tác giả đạt giải nhất và giải đặc biệt. Trước tiên chúng tôi xin được mời lên sân khấu
4 tác giả với các dự án khởi nghiệp có tên sau đây. Xin mời lên sân khấu chị Vương Thị Thương đến từ Lạng Sơn. Xin mời lên sân khấu chị Bùi Thị Kim Anh đến từ tỉnh Đắk Lắk. Xin mời lên sân khấu chị Trương Thị Bạch Thủy đến từ tỉnh Sóc Trăng. Và xin mời lên sân khấu chị Hoàng Thị Thùy Linh đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Xin mời các chị ạ. Trong ít phút vừa rồi, chúng ta đã được chứng kiến những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa của các tác giả đã đạt các giải như là giải khuyến khích, giải ba, giải nhì. Và ngay sau đây là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với những khoảnh khắc công bố các tác giả đạt giải đặc biệt cũng như là giải nhất. Như chúng tôi đã chia sẻ về cơ cấu giải thưởng, chúng ta sẽ có 3 tác giả với các dự án khởi nghiệp giành giải nhất, và 1 tác giả trong số 4 tác giả đang hiện diện trên sân khấu lúc này sẽ vinh dự nhận được giải đặc biệt của cuộc thi năm nay. Ai sẽ là người đoạt giải nhất và ai sẽ là người đoạt giải đặc biệt ạ? Vâng, trước tiên thì chắc chắn rồi, chúng tôi rất chờ đợi những tràng pháo tay của tất cả quý vị. Chúc mừng cho 4 tác giả với những giải thưởng cao nhất của cuộc thi, đó là giải nhất và giải đặc biệt. Ngay sau đây chúng tôi sẽ công bố 2 tác giả với 2 dự án khởi nghiệp sẽ giành được giải nhất. Giải nhất, mỗi giải trị giá 60 triệu đồng kèm theo giấy chứng nhận biểu trưng của cuộc thi. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta sẽ cùng chúc mừng chủ nhân của giải nhất. Đó chính là chị Vương Thị Thương đến từ Lạng Sơn với dự án phát triển chuỗi giá trị Hồng Vành Khuyên treo gió hữu cơ, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc Tày, Nùng, vùng biên giới xứ Lạng. Vâng, và giải nhất tiếp theo xin chúc mừng và mời lên phía trước chị Bùi Thị Kim Anh đến từ Đắk Lắk với dự án sản xuất và chế biến trà từ hoa cà phê, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ ở Đắk Lắk. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin mời hai chị ạ. Chúng ta sẽ tiến sang bên phải 2 bước. Vâng, để giành vị trí chính giữa sân khấu, chúng ta đến với phần công bố giải đặc biệt và 1 giải nhất còn lại. Chúng ta có thể thấy là những giọt nước mắt đã rơi ạ. Những giọt nước mắt của tự hào và hạnh phúc. Những dự án xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết và bây giờ sẽ là giải nhất hoặc giải đặc biệt của cuộc thi Phụ nữ Phát Nguyên Phát Huy Tài Nguyên Bản Địa của năm 2023. Chắc chắn đây sẽ là những cái bắt tay mà các chị sẽ nhớ mãi, đúng không ạ, trong suốt hành trình với các dự án khởi nghiệp của mình. Hãy nhớ là ngày hôm nay chúng ta đang có mặt tại đây để chúng tôi vinh danh các chị. Các chị là những thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ xin chúc mừng và công bố tác giả với dự án khởi nghiệp đạt giải đặc biệt. Và như vậy tác giả còn lại sẽ là tác giả đạt giải nhất thứ 3. Thưa quý vị, giải đặc biệt của cuộc thi năm nay đã thuộc về tác giả. Giải đặc biệt trị giá 120 triệu đồng kèm theo giấy chứng nhận và biểu trưng của cuộc thi. Hãy chúc mừng chị Hoàng Thị Thùy Linh với dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và phát triển sữa gạo lứt hữu cơ. Xin chúc mừng ạ. Và chúng ta cũng dành thêm những tràng pháo tay để chúc mừng chị Trương Thị Bạch Thủy đến từ Sóc Trăng với dự án hợp tác xã Mây Che Đan Thủy Tuyết đã đạt được giải nhất. Và ngay bây giờ thì xin mời ba tác giả đạt giải nhất sẽ đứng ở chính giữa để chúng ta đến với phần trao giải nhất, và sau đó thì sẽ vinh danh cũng như chúc mừng cho tác giả đã đạt được giải đặc biệt. Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ những cảm xúc vỡ òa này ạ. Xin chúc mừng tất cả các chị. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lên trao giải nhất cho các ứng viên. Vâng, thưa quý vị, chắc chắn là với những dự án khởi nghiệp không thể tránh khỏi những khó khăn ban đầu cũng như rất nhiều những thử thách đến với các tác giả, đặc biệt các tác giả lại là phụ nữ nữa, thì các chị đã phải nỗ lực hơn rất nhiều để các dự án khởi nghiệp của mình có thể triển khai vào thực tế và thật sự ý nghĩa, thành công cũng như là được vinh danh ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng cho 3 tác giả với các dự án khởi nghiệp đã giành được giải nhất của cuộc thi. Xin chúc mừng ạ. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Chí Dũng cũng như là đồng chí Hà Thị Nga, và một lần nữa xin được chúc mừng 3 tác giả đã đạt được giải nhất. Và ngay sau đây thì xin mời 3 tác giả sẽ cùng sang phía bên tay phải của mình. Đã đến lúc chúng ta chúc mừng và vinh danh tác giả đã đạt được giải đặc biệt
đó chính là chị Hoàng Thị Thùy Linh với dự án ứng dụng công nghệ cao sản xuất và phát triển sữa gạo lứt hữu cơ. Vâng, đây là dự án sở hữu công nghệ độc quyền sản xuất sữa bột gạo lứt hữu cơ kết hợp với công nghệ chiết tách nano các hoạt chất dược liệu quý, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng, an toàn và dinh dưỡng. Đây là công nghệ khác biệt với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Chủ dự án đồng thời cũng là chủ sở hữu công nghệ đang đăng ký bằng độc quyền sáng chế công nghệ sản xuất sữa gạo lứt hữu cơ. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ sẽ lên trao giải đặc biệt cùng với đồng chí Hà Thị Nga. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí ạ. Chúng ta có thể cảm nhận rõ được niềm hạnh phúc mà ngay lúc này chị Thùy Linh đã có được khi biết mình đã giành được giải đặc biệt của cuộc thi. Xin chúc mừng chị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần chụp ảnh dành đến với tất cả các tác giả. Vì vậy chúng tôi xin mời các tác giả sẽ cùng sẵn sàng đến lên sân khấu. Và một lần nữa hãy dành thêm những tràng pháo tay lớn hơn được không ạ, để chúc mừng cho tác giả đã giành được giải đặc biệt. Chị Thùy Linh ạ, xin được chúc mừng. Và xin mời ba tác giả đạt giải nhất ạ. Chúng ta sẽ cùng tiến vào vị trí chính giữa để được lưu lại những khoảnh khắc cùng với tác giả đặc biệt cũng như là với thủ tướng ạ. Xin mời tất cả các tác giả còn lại chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để chia sẻ niềm vui này với quý vị khán giả đang đến cổ vũ cho các chị ạ. Xin mời. Xin trân trọng kính mời thủ tướng cũng như là đồng chí Hà Thị Nga, chúng ta sẽ cùng tiến lên phía trên. Xin mời tất cả các chị ạ, sẽ cùng tiến lên phía trên và đứng xuống. Vâng, hàng đầu tiên bậc thang. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đảng, các bộ ngành, từng ủy ban nhân dân ạ, cũng sẽ cùng tiến lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc ngày hôm nay để chúc mừng cho 33 tác giả với các dự án khởi nghiệp xuất sắc đã đạt giải. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn biết tới một câu nói quen thuộc là đằng sau thành công của một người đàn ông đó chính là một người phụ nữ. Và điều này giúp chúng ta càng hiểu hơn những sự nỗ lực và sự xứng đáng của những người phụ nữ đang đứng tại đây. Và họ không chỉ là hậu phương vững chắc cho gia đình của mình mà cũng chính là những người làm kinh tế và những người đã có rất nhiều những cống hiến cho xã hội. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các chị. Tôi xin được trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cảm ơn bà Hà Thị Nga cũng như là lãnh đạo của các bộ ngành.